Khi nói tới kim lâu á là các bạn phải thận trọng, chánh hiểu sai về kim lâu. Thì khi mà mình cứ tin tưởng vào người Hoa, mình hỏi thì ta khẳng định cái nào thì mình hiểu cái đó, nhưng mà chưa chắc là đúng. Vì vậy khi ta nói lâu là người Hoa mà không biết phong thủy thì cho đó là lầu. Chữ lâu này nó có nhiều nhiều bộ, ví dụ như chữ lâu đây là chữ lâu mà trước nó có bộ mộc, bộ mộc thì lúc này gọi là lầu hoặc là gác đó, lầu hoặc là gác. Còn nếu mà chữ lâu trước đó đó mà nó có cái bộ khẩu thì lúc này gọi là lâu la, là phường trộm cướp. Nhưng mà lâu á, mà không có khẩu, không có những cái bộ khác đứng trước đó đó, trong cái nhóm nhị thập bát tú đó. Và nhị thập bát tú làm sao mà người ta phải sợ? Bởi vì nó là kim chủ về sự chết chóc, về chiến tranh. Khi xem quẻ, xem nhà là phải tránh kim thần thất sát. Thì trong cái kim thần thất sát ra đó, thì ví dụ năm 2022, kim thần thất sát năm á, thì nó đóng vào cái ngày Hợi và ngày Tuất. Xin chào các bạn. Thanh Long có chia sẻ phần 1 về phẩm tứ kim lâu. Thì tứ kim lâu có phải là lầu vàng như các chuyên gia phong thủy đã nói hay không? Thì trong cái phẩm vừa rồi thì mình có chia sẻ các bạn một cái trang là có chữ Hán ngữ và một cái trang là Việt ngữ do soạn giả Kim Anh Ký đã dịch diễn. Thì hôm nay mình chia sẻ về cái góc nhìn, cái quan điểm của phong thủy cổ đại và phong thủy hiện đại nó khác nhau chỗ nào, chứ không nói về đúng sai. Mời các bạn cùng tham khảo. Thứ nhất là ghi là kim lâu. Kim lâu bàn khởi chánh khôn cung. Khôn cung thì có liên quan đến cửu cung và bát quái. Trong phong thủy có nói về cái cửu cung. Cửu cung là như thế này. Đây là cửu cung. Cửu cung thì có chín ô, chín gọi là cửu. Đây là cửu cung. Thì các bạn thấy những cái đồng tiền cổ xưa thì cái đồng tiền đó hình tròn, nhưng mà chính giữa nó có một cái hình vuông. Tròn bên ngoài tượng trưng cho trời, càn khôn bát quái, ở trong tượng trưng cho địa là đất đai đó. Thì cái cửu cung này nó cũng giống na ná như thế. Cái vòng tròn ngoài, ở ngoài gọi là bát quái, thì ở đây gọi là kim lâu bàn khởi chánh khôn cung. Khôn cung thì cái chữ khôn nó nằm trong cái cung này, thì mình sẽ ghi cái chữ khôn để các bạn dễ biết. Mỗi ô đều ghi cho nó đầy đủ. Thường phi ngũ thập, ngũ là năm, thập là 10, 10 còn gọi là 50. Thì 50 này sẽ nhập vào trung cung. Thường phi ngũ thập nhập trung cung. Khảm ly chấn đài vi tứ kiếp. Thì chúng ta sẽ bắt vào đây, khảm, đây là ly, đây là chấn, đây là đài. Khảm ly chấn đài vi tứ kiếp, thì khi các bạn mà luận quẻ bằng 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 tay á, mình phi theo bằng tay á, thì nếu mà rơi vào khảm ly chấn đài là tứ kiếp là xe nhà mình yên tâm, không lo lắng gì nữa. Tiếp theo là ngộ càn khôn. Ngộ càn khôn cắn tốn dây hôn, càn khôn cắn tốn thì khi mà phạm vào càn khôn cắn tốn là sẽ hung. Càn khôn đây là cắn tốn. À, trong cái cuốn sách đó, thì có ghi đây là
là nhất thập. Nhất thập thì ở đây các bạn cũng biết rồi, chữ kim lâu á, kim lâu bàn cửa chánh khung cung, thì ở trên cái góc phải các bạn thấy là kim, đó là kim lâu thân, ở dưới đây là kim lâu thê, ở đây là kim lâu tử là người con, trên đây là kim lâu xúc, thân thê tử xúc là tứ giai hung, càn khôn cấn tốt tứ giai hung. Ở đây nói là kim lâu, các bạn để ý chữ chữ kim lâu, chữ lâu này á, thì sư phụ mình có nói như thế này: các con nếu như xem quẻ cho ai đó phải cẩn trọng cái chữ lâu này, các con sẽ ngộ nhận nó thành chữ lầu. Chữ lâu này nó là một vì sao trong cái chòm sao 28 chòm sao vậy thập bát tú. Sao lâu này nó đứng hàng thứ hai của chòm sao bạch hổ, thì trong cái khu vực mà chúng ta ở đó nó có bốn chòm sao, thì trong bốn chòm sao đó nó thả thọ trắng cái càn khôn này, đó là chòm sao thanh long, chòm sao bắc đẩu còn gọi là huyền vũ, chòm sao đó là bạch hổ, chòm sao chu tước. Thì bốn chòm sao này mỗi chòm nó có 7 ngôi, 4 nhân 7 là 28 tinh tú. Chòm sao thanh long thì có giác can đề phòng tâm vĩ cơ, sau giác là mộc tinh, đó là hung tinh, sau can là kim tinh, sau bắc đẩu thì có sao ngu là kim tinh, sau bạch hổ thì có khê lâu, sau khê là mộc tinh, sau lâu là kim tinh. Đây là chính anh này là kim tinh, kim lâu tinh là đứng hàng thứ hai của bạch hổ. Khê lâu vị bảo tắc chỉ xâm, chòm sao ở trên là chu tước thì có tịnh quỷ liễu tinh trương vật chuẩn, thì sao quỷ là kim tinh và sao tinh nó là hỏa tinh, đó là tất cả đều là hung tinh. Thì bảy ngôi sao đó gọi là kim thần thất sát. Khi làm nhà thì chúng ta phải cẩn trọng cái chỗ làm sao phải tránh được kim thần thất sát, tránh được hồng sa sát, tam sa sát, nó làm một nhóm gọi là kim thần thất sát. Vì sao mà chúng ta phải tránh? Vì nó là chủ về sự chết chóc, chủ về chiến tranh, chủ về bệnh ôn dịch. Khi ôn dịch nó đến và chúng ta sẽ nhà phạm, thì có nhiều người bệnh dịch như vừa qua rất là cái dịch bệnh corona rất là nguy hiểm. Nhưng mà tại sao có gia đình phải chết rất là nhiều người mà có gia đình không sao? Thì kiểm tra lại kim thần thất sát thì chúng ta sẽ thấy có phải chúng ta có bị phạm hay không. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, kim lâu này nó sẽ sát vào tứ trụ. Thì khi nói tới vấn đề này chúng ta cho luận tới gọi là bát quái càn khôn. Đó, cũ cung là chúng ta ổn xong rồi, qua bát quái. Mà trước khi qua bát quái thì chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề cũ cung còn một bước nữa. Khi tính bát quái thì tuổi lẻ là chúng ta đi xung bát quái chứ không được nhập vô cũ cung. Bát quái là gì? Thập. Thập cũ. Rồi, chúng ta là biết được cái chỗ đoài này là người 19 ha. Chúng ta sẽ luận bằng ngữ Việt của mình nè: 10 tại khôn, 11 đài, 12 càn, 13 là khảm, 14 là cấn, 15 là chấn, 16 là tốn, 17 là ly, 18 là khôn, 19 là đoài. Vi tứ kiết là xây nhà yên tâm không có vi phạm. Tiếp tục chúng ta bắt đầu từ 20 là đài, đoài. Như vậy là 11, 19 và 20. 20 là nó nằm tại đài,
các bạn. 20 tại đài, như vậy là 29 là nó nằm tại tại càn, và 30 cũng tại càn. Và cứ như thế các bạn luận luận cái vòng tròn bát quái, đến khi nào mà cái tuổi cuối cùng, tuổi lẻ cuối cùng nằm đâu là cái cung đó. À, thì trong cái phẩm này, phẩm cổ và phẩm kim, có nghĩa là phẩm cũ và phẩm mới, không nói là tính con số cộng trừ nhân chia. Ở đây quan điểm là cổ đại nó khác, còn hiện đại nó khác, mình không so sánh là bên mới hay bên cũ, nhưng riêng bên đây thì không có tính cộng trừ nhân chia, chỉ tính như thế. Khi mà người 50 á, thì 50 là bắt ra 51 là tại cấn, bởi vì cấn là số 6, là 60, 50 phải ra 60, chứ 50 không thể đi thuộc lùn xuống 40. À, thì cái quỹ đạo này nó tròn trịa, chúng ta không có nhảy ra nhảy vào trong cái trung cung, nó phá vỡ cái quỹ đạo, là nó cái trường khí nó sẽ hỗn độn nguy hiểm. Đó, thì bây giờ quay lại cái vấn đề là kim lâu. Sư phụ mình có nói như thế này, khi nói tới kim lâu á, là các bạn phải thận trọng tránh hiểu sai về kim. Vì vậy khi ta nói lâu là người Hoa mà không biết phong thủy cho đó là lầu, còn người biết phong thủy hoặc là những nhà sư trong chùa mà biết Hán ngữ thì người ta sẽ phân tích ra từng chữ. Chữ lâu này nó có nhiều nhiều bộ, ví dụ như chữ lâu đây là chữ lâu mà trước nó có bộ mộc, bộ mộc thì lúc này gọi là lầu hoặc là gác. Đó, lầu hoặc là gác. Còn nếu mà chữ lâu trước đó đó mà nó có cái bộ khổng thì lúc này gọi là lâu la, là phường trộm cắp. Nhưng mà lâu á, mà không có khẩu, không có những cái bộ khác đứng trước nó đó, nó là một cái tinh tú, nó là một một cái ngôi sao ha, nó thuộc là tú trong cái nhóm nhị thập bát tú đó. Và nhị thập bát tú làm sao mà người ta phải sợ, bởi vì nó là kim chủ về sự chết chóc về chiến tranh, khi xem quẻ xe nhà là phải tránh kim thần thất sát. Thì trong cái kim thần thất sát ra đó thì ví dụ năm 2022 kim thần thất sát năm á, thì nó đóng vào cái ngày Hợi và ngày Tuất, là cái ngày đó dù có ngày tốt cỡ nào thì chúng ta cũng tránh không nên say, trừ khi ngày đó có đóng ngày trời thôi, trời đất khai thông, hoặc là ngày trời là ngày đại minh cắt giật đó, thì lúc đó mới hóa giải. Còn trực tinh nhân chuyên hay sát cống thì nó chỉ hung sát những cái ngôi tinh tú khác, nhưng mà không hóa giải được kim thần tác sát. Chỉ có trời đất khai thông, đại minh cắt giật mới hóa giải. Còn năm nay là năm 2023 thì kim thần thất sát nó đóng tại là Thân và Dậu. Thân và Dậu, cứ năm nay ngày Thân và ngày Dậu có tốt đến mấy thì các bạn phải tránh động thổ xây nhà, động thổ xây nhà hay là về nhà mới hay là cưới vợ gả chồng đó. Vì vậy chúng ta phải thận trọng. Thì khi đây lúc này chúng ta cho luận về trong cái bát quái cũ cung rồi, bây giờ chúng ta sang qua bát quái. Trong bát quái càng khôn bát quái thì nó có 24 sơn vị, trong đó có thập thiên can, thập nhị địa chi và tứ trụ, thì kết hợp lại thành là 24 sơn vị. Trong đó thập thiên can tức là 10 vị thánh chấn thủ càn khôn. Thập thiên can thì gồm có, các bạn thấy nè, giáp kỷ, giáp ất, bính đinh, canh tân, nhâm quý là 8 thiên can. Còn 2 thiên can nó nằm trong là trung cung. 2 thiên can trung cung cung đó là mậu kỷ, đây là mậu. Đây là kỷ,
một kỷ thì nó sẽ nằm trung cung là thập thiên can, tức là 10 vị thánh trấn thủ trong cái hành tinh của mình, vừa bát quái mà vừa trong cái trung cung. Thì tiếp theo là thập nhị địa chi, tức là 12 vị thánh càn khôn cấn chấn. Càn khôn cấn chấn ở đây là càn, đây là khôn. Thì các bạn phải hiểu đúng cái chỗ này. Đây có thập thiên can và thập nhị địa chi. Thập nhị địa chi thì là 12 con giáp. Đây là thuộc thành thiên can nha, là không liên quan đến cái tuổi của chúng ta. Có nhiều người nói thầy ơi, em xem một ông thầy nào đó nói cái vận em là cái vận 7, 8, 9, 10 gì đó, mà thật ra mình không biết về cái cấp học đó, cho nên mình không biết, mình chỉ nói lại thôi. Thầy nói em tuổi Tỵ là không được đào hầm cầu cái chỗ Tỵ, hầm phân á, thì cái đó là mình quan niệm sai. Chữ Tỵ đây đó là thuộc vòng bát quái thiên can, là cái phương hướng, chứ không liên quan gì đến cái tuổi của mình. Tuổi của mình là chuyển động, tuổi phương hướng, cái chi phương hướng đó là thiên can, là trấn thủ càn khôn, hai cái không liên quan gì hết. Chứ cái thứ hai các bạn hiểu sai cái chỗ này. Mệnh của các bạn là ngũ hành nạp âm. Ví dụ như tuổi 1977 là mệnh thổ, thì mệnh thổ này không liên quan gì cái phương hướng xây nhà của mình cả. Xây nhà thì theo trường phái cổ đại là luận về cái cung phi, mà cung phi đó nó thuộc trong bát trạch. Cái mệnh mình, trạch mệnh của mình thì theo càn khảm cán chấn tông ly không đài, thì nó phải hợp với cái đông tứ trạch hay là tây tứ trạch. Thì hai cái đó nó phối lại, nó thành, nó biến ra thành một cái ngôi sao khác. Nếu hợp thì nó sẽ sung túc, không hợp thì nó sẽ lụy tàn. Nó không liên quan gì đến cái mệnh ngũ hành mình cả. Cho nên là có nhiều gia chủ lo lắng cái vấn đề đó thì mình thấy là nó dư ha, nó không liên quan. Vì vậy chúng ta phải phối cái quẻ cho nó đúng, đừng có để những cái không biết đó nó thành một cái hoang mang. Rồi ở trong, còn trong trung cung này nữa thì nó có năm điên, năm đi, năm tháng. Ngày giờ còn ở trong chung cư, trong chung cung còn có các vị thần năm tháng ngày giờ đồng với ngũ hành thiên can địa chi trấn thủ khắp càn khôn. Các bạn phải hiểu khi phù tam ngương kiết cực kết thành tam vũ ngũ hành thiên can địa chi ha, thì năm cái ngũ hành là trấn thủ khắp cả thế giới. Còn riêng á, là thập thiên can và thập nhị địa chi, tức 10 vị tánh, 12 vị thần cộng với vị thập bát tú là trấn thủ khắp càn khôn, đặc biệt là bốn vùng tứ trụ. Ở đây các bạn để ý đây nè, vì đây á, là bốn cái điểm yếu nhất trong cái vũ trụ, trong cái hành tinh chúng ta, bốn cái điểm yếu. Những chuyên gia phong thủy thì ta luận đây là bốn điểm yếu, còn gọi là bốn tứ trụ. Và thời sơ khai á, các hành tinh nó chưa có ổn định, có nhiều hành tinh trong đó có trái đất chúng ta, nó chỉ quay một chiều thôi, nó quay mà trái đất không có xoay, mà lực hấp dẫn của ngôi sao chủ nó hấp dẫn cái hành tinh mình, thì mình chỉ có một mặt sáng đối diện với hành tinh và một mặt tối ở bên kia trái đất, và cái xoay vòng quanh của ngôi sao mẹ. Thì đến một lúc nào đó tất cả các hành tinh nó ổn định thì trái đất chúng ta giảm đi bớt cái lực hút của sao chủ,
thì chúng ta trái đất nó tự xoay 24 giờ trên một ngày, và bản thân nó có vận hành như thế là 365 ngày trên một năm, thì lúc đó là trái đất chúng ta có ngày và đêm đó. Thì lúc này cái lúc mà nó chưa xoay như thế đó thì trái đất chúng ta chỉ có một mặt nóng và một mặt nguội, và đến khi xoay chuyển dần thì lúc đó chỉ có bốn mùa xuân hạ thu đông. Khi mùa đông thì nó lạnh, mà qua cái mùa hạ nó nóng, chứ không có giao mùa. Cho đến khi trái đất ổn định hơn thì nó giao mùa bốn mùa, là chẳng hạn như là cái mùa xuân, khi làm xuân thì nó sẽ có là xuân phân. Lúc này các nhà mà học cổ đại á, mới biết rằng là khi có xuân thì có xuân phân, khi có thu là có thu phân. Thì lúc này mới tính ra 24 tiết khí trên một năm. Thì 24 tiết khí chia 12 thì bằng 12 tháng. Một tháng như vậy là có đầu tiết và chính giữa, gọi là phân ra. Thì cái đoạn mà xuân phân hay là thu phân á, là cái đoạn đó gọi là trường khí, nó phức tạp. Thì mới có cái quẻ là tứ biệt và tứ ly. Các bạn xem kỹ sẽ thấy được cái từ gọi là tứ tuyệt và tứ ly. Chúng ta phải tránh cái lúc mà giao nhau. Thì trong bốn cái góc trụ này nè, càn, khôn, cắn, đoài, đó là bốn cái điểm giao mùa rất là xấu. Thì cái nhóm mà kim thần thất sát và kim lâu sát này nó sẽ tấn công vào. Dù là có càn khôn trấn thủ nhưng mà tấn công vào. Nếu như chúng ta tính cái ngày, cái tuổi người đó mà không tránh là người đó sẽ phạm. Chỉ là như vậy, chúng ta phải tránh. Vì bốn cái điểm yếu, cái chỗ giao mùa này nó nguy hiểm lắm. Thì hôm nay mình nói chỉ tới cái phần này ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái dịp phân tích sâu hơn về phẩm tứ kim lâu. 28 vị tinh tú, rất còn nhiều việc để chúng ta bàn luận. Đó. Thì qua bài này, Thanh Long chia sẻ, nếu như có gì xúc phạm đến các bạn trường phái khác thì mong thông cảm cho Thanh Long. Thanh Long chỉ chia sẻ cái góc nhìn theo cái những gì mình đang học. Và các bạn nào mà yêu thích phong thủy cổ đại mà thấy cái này thích hợp thì các bạn dùng. Nếu như các bạn thấy không thích hợp thì các bạn có thể không dùng. Đó. Thanh Long mến chúc các bạn luôn được giải thành công. Và nếu như các bạn có thích Thanh Long thì ủng hộ về cái phần Thanh Long có chuẩn bị và thiết kế một cái lập cực, và trong đó mình cũng đưa những cái tinh túy trong các quẻ vào cái bản lập cực đó bằng cái tinh hoa của phong thủy. Các bạn về, các bạn xem thêm cái hướng dẫn của Thanh Long thì các bạn sẽ xác định được căn nhà mình vi phạm chỗ nào và hóa giải như thế nào. Thì mình có hướng dẫn trong đó là chỗ đặt bếp đối với người cung nào mạnh nào. Và Thanh Long xin chào các bạn.